Đá dữ à, thôi không có nói nữa. Không nói nữa, giờ cho đá banh không nói nữa. Rồi con đứng ngay giữa này con. Ý. Rồi con đứng ở ngoài phía bi đi. Hai đứa đá, mình anh hai bự, anh hai đá một mình. Thì sao lái? Chạy theo hướng để lấy. Đâu có chạy xuống được đâu. Chạy. Chỉ còn cái banh đó mà. Ừ, lấy cái banh khác đi. Dạ. Để cái banh. Lấy cái đổi đi coi. Kìa kìa, qua lấy cho kìa. Tôi nhanh ơi, hồi nãy mình đã qua đá và anh lên cái này rồi, nhanh rồi. Nè. Yeah. Làm gì vậy? Rồi, được rồi, được rồi. Kéo cái quần ra ha, lên, hả, rớt mất tiền cái quần bây giờ. Rồi em đi qua đây, con qua đây đá với em đi kìa, trời đất cư. Đó, quéo giò luôn. Đó, đúng rồi đó. Đó, hai đứa, đó, đó. Có chừng trúng cái giỏng nha con. Đó, chuẩn bị đá nha. Đây, lúc đá cho. Ý. Đá hoa treo cho chị ba đá gì đó. Đó chị ba đá với chị ba. Bi đứng góc bên kia kìa, Bi đứng sát qua bên kia, chị ba đứng bên này, rồi anh hai đứng ở bên kia. Con đứng ngay đó là không chơi được. Vậy anh hai qua kia, anh hai đứng ngay góc đó. Em coi lại đây nè. Đó, chị làm ba góc. Em coi lại đây. Rồi đứng đó, rồi. Rồi đá đi. Đá anh hai này, ta đá đi chị mua Bi, chị mua con. Sao đá mạnh nữa đâu? Không, nó hai. Nó vậy thôi con. Nó mạnh, nó đào cái chân á. Sáng mai nó đào cái chân á, nhớ không? Sáng nhớ đào chân không? Thôi không chịu đá vậy, hai đứa đá thôi. Con đá không? Đá mạnh. Đá mạnh nó trúng người ta đau rồi sao? Trúng anh hai đau rồi sao? Không đá. Vậy muốn đá thì cho nó đá nhưng mà đá nhẹ thôi nha. Đá mạnh. Thôi đá mạnh gì khỏi đá. Đá mạnh nhiều đâu rồi kia đá mạnh. Thôi không có ra ngoài kia xe không à. Rồi kéo cổ lại luôn, kéo cổ lại anh hai. Rồi anh hai đứng đó, con đứng bên đây. Ha, anh hai đứng đó, con bên đây nè. Rồi đá qua đi em ơi, anh đá qua anh hai đi. Đá mạnh lên, con đá yếu xìu à. Đá mạnh nó vậy vừa vừa đó, ở đó vậy được rồi, đó đúng rồi đó.
Ở đó hay dưới ta. Ờ. Tớ hay thiệt tình luôn.